Xin chào anh em. Chiều chạy em nó ghé đủ xăng nha mình. Chạy đã quá mình này. Sẵn làm clip test nó luôn. Chạy phải nó phê á mình. Cái bộ nó nổ ngày đã. Đi không? Xăng banh đã thật, đổ 50 ngàn lên rút kim luôn rồi. Chạy đã thật anh ơi, êm lắm. Đi nó đầm mà nó lướt. Xe đẹp không? Bốn con An Giang máy em du đi rồi lên lại sân banh chơi. Banh quá chữ thề rồi. Mấy em ru như mà đẹp quá. Được có cái thắng đĩa. Chạy nhấp sướng sướng. Chơi mát đồ đảo lên cầu 8.000 chơi mấy này. Bên này chủ yếu dắt mình đi vòng vòng của em nha. Lên ôm cua lên cầu 8.000 đó, thấy cua không? Chạy tay ôm là coi chừng nha anh, coi chừng vô chuồng chuồng heo á, ở đây nó có chuồng heo mà. Máy chạy ngon quá, để anh em nào mua về chạy được biết đầm nước đã lắm. Mình ghé đây mình quay quay như là thấy bản hiệu cái hàng. Đây chụp đi. Đậu đi. Đây đây. Mời mấy anh tham quan quê em. Ở đây là dòng sông nha. Mấy bên kia dãy nhà là con đường quốc lộ 80 đó. Cửa hàng có phép đấy mấy anh. Đâu rồi? Ai lại đây? Cái bảng màu đen chữ cam nữa mấy anh. Em dơm lên nè. Là từ vị trí cầu 8.000 là mấy bên đây cầu là mấy anh có thể thấy cửa hàng rồi. Đấy. Hàng xe máy tổng hợp Khánh Phép đây. Em đứng chỗ cầu em dơm nó hơi mờ nhỉ mấy anh. Đấy. Đứng ở vị trí mấy bên đây chân cầu nè. Là mấy anh sẽ thấy bản hiệu cửa hàng này. Chiều chạy em nói đi ngắm dòng sông quê em nước phèn, vừa phèn mà vừa mặn nha anh.
để tắt máy thì nó nổ hao 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 xăng. Để nó nổ hao xăng quá. Ở cầu này thì thỉnh thoảng có mấy cái xe nó chở cá phần lắm anh, nước nó chảy đó đó. Các bạn thấy dài dài đường không? Rất là thúi nha. Không ai mà đứng trên gió chứ đứng dưới gió là thúi lắm. Giờ này mấy anh chạy thường thường anh đi giờ này với ban đêm để anh né công an lắm anh. Né công an. Chứ cái mùi đó mà công an gặp nó thổi liền. À dạ ngồi đây liệu sao không ta? Rớt chứ sống không biết. Cầu này phép có nhảy lần nha anh. Đợt anh em Bình Thuận lên chơi thì nhậu say vô thách thức nhảy cầu trăm ngàn, anh nhảy mấy bên đây có nhảy một lần rồi, nhảy xuống tới dưới xong rồi đầu nó nổi lên là muốn hết hơi. Đợt kêu trường nhưng sao nó quay clip đang úp cho anh em coi, nó quay sau lấy cái máy nó quay còn úp lên rồi nó xóa đó, thành ra phải không có clip phép quay quay cho anh em coi. Nhảy từ ở trên cầu nhảy xuống đây, nhảy tới đó đó, tới dưới đó nó thầm dưới đó đó, nhảy thì không sao chứ á, mà phép gặp khó cái lúc mà nó lên á, nó chìm ở dưới sông á, rồi nó lên á, nó lên cái nó tới mặt nước là phép muốn đứt hơi á, rớt xuống sâu quá, rớt xuống dưới sâu quá, sâu là nó cao quá đó, rồi rớt lên cái là muốn hụt hơi rồi, xà lắm nha mình, phải giỡn đâu nha, xà lắm. Niềm vui riêng của mỗi người đó anh ơi. Người thì buổi chiều buổi tối hay rảnh rỗi làm này làm kia. Người thì mê xe đi chơi với xe. Uống cà phê này kia ngồi ngắm xe của mình. Con này em thấy cũng đáng để ngắm. Người ta có tiền á, người ta chơi xe 170, 100 chai á. Mình không có tiền mình chơi xe này, mình chạy sao mình cảm thấy im mình thích thì được. Chơi xe vậy chứ không theo ý ai hết, không theo phong trào, không đều số đông. Cái tật em làm ít làm tới số đông lắm, trong kể cả kinh doanh cuộc sống cứ gì hay là cái lối sinh hoạt mình, em không thích làm nó gầm gầm nó số đông đâu. Giống như đợt rồi vụ Covid-19 ha, chịch cái lên Facebook cái toàn đi Covid, Covid gì, cô nhung, cô vi gì từ Lương Hợp Dương, em không có đăng đâu. Gầm gỗ đầu mệt, công việc lo chỉ xong. À nè, cửa hàng đây, ở đây anh em dòm thấy rồi. Đứng tại vị trí của em nè. Tại vị trí em để em. Nãy đang quay khúc kia nó bị đứt ngang lắm anh. Lỡ cầm cái nút nguồn nó bị cúp ngang. Đó mà anh thấy cửa hàng không? Đấy, cái màu cam cam đó anh. Cái bảng màu cam đen đó. Chiều mát mẻ trên dòng sông của em, ngồi trên cây cầu Phú Quốc, ba cái nước cá dẻo Phú Quốc em anh. Này lỡ quay ngược rồi quay lỡ hết được luôn rồi. Kệ đi, quay thấy chiếc xe anh ta dẫn chiếc xe, dẫn cái quần cà lọn về đâu giúp Lào. Mát mà ở nhà mà ăn mặc chi gồm gà, ở nhà mà ăn mặc chi gồm gà giống với bà đàn bà. Em quay này khúc này thêm đi em anh. Hồi cái về cái nói vô. Nói khúc cũ nãy vô. Nãy quay lỡ đụng tính là đảo ngược lại xem lỡ đụng nút nguồn nó tắt luôn. Còn gì sao quay cái xe cho anh em xem ta. Đó.
em với nó vừa đi phượt một khoảng cách cực kỳ xa nhưng mà nó là từ cây xăng rồi về cửa hàng rồi tới sân bay rồi về lên cầu 8000, cái khoảng cách là nó tầm khoảng 200 mét. Nó chơi buổi chiều vui vẻ không gõ gõ nha mấy anh, nó chơi cho vui thì cứ nói nha, không tổn hại tới ai. Trên đây xe chạy nhiều dập nhiều nha mấy anh, nhiều quá, mấy cái xe nó chở nước phân đó các bạn, chạy qua đây đổ nước, ngồi trên đây hơi bị thúi mà hửi chiếc quen anh ơi, mùi gì nó cũng quen chứ. Cái lần đầu tiên á, mấy anh tiếp xúc á, thì cảm thấy nó hôi đó, nhưng mà tiếp xúc dần nó cũng quen nè, con người đó là nó rất dễ thích nghi thật, rất dễ thích nghi. Bởi mà những anh chàng mà tội phạm á, lần đầu tiên mà họ tiếp xúc với tội phạm á, lần đầu tiên mà họ làm chuyện phạm tội đó, họ cảm thấy là rất là sợ, rất là ấy, nhưng mà họ làm dần họ nó bình thường lắm anh. Giống như người nào chưa từng đánh nhau ha, đánh nhau đối với họ là điều là ghê gớm, nhưng mà đối với những anh chàng mà hay là giao búa, nói chung là bạo lực thì đó đó bình thường, công việc hàng ngày của mình. Bởi vì con người nó cái độ thích nghi rất là cao. Nói chứ trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều người họ lao động ở trong cái môi trường nói chung là không có được sạch sẽ, mà những nhân công quét rác hay là những cái nhân công họ làm trong bãi rác, những người thu mua thu gom phế liệu rồi các thứ đó, ví dụ nó dần dần người ta cũng quen lắm anh, cuộc sống mà. Buổi chiều mát mẻ rảnh rỗi tâm sự tâm sạm mình chơi, ai mà có cái vỉnh hay nói xàm. Không mà đó là sự thật thôi, giống như mấy anh đi mua xe thôi, lần đầu tiên mấy anh mà đi lại cửa hàng phép mua xe hoặc mua ở đâu đó thì cảm giác của mình rất là hồi hộp, phép tâm lý nha, rất là lo sợ, sợ đủ kiểu, sợ nãy lừa là nó thuốc mình cái xe, mình lo gầu đi dọc đường phải suy nghĩ cái xe, phải coi kỹ coi đầu nòng ốc tán các kiểu, rồi nói chung là đủ thứ lo sợ. Còn như phép thì thôi lại dòm dòm khòm khòm tí xíu thôi, chứ nhiều khi dòm thoáng qua rồi biết nó làm sao rồi ha, với cái này nó cũng quen lắm anh. Chứ hồi xưa thì cái đó là tâm lý phép, nó hồi xưa phép đi mua xe vậy đó, đủ kiểu trên đời. Còn bây giờ đó vô cả hang hùm giờ phép không sợ, trời đủ hết tiền sướng luôn á, vô cả hang hùm phép không sợ luôn anh, bình thường thôi. Này đúng có cây gậy tự sướng ngon, cầm tay mỏi quá bên này, hồi ghép vô cái clip kia chơi. Nói chung chủ yếu chiều để cho anh em mình ngắm quang cảnh cầu 8000 rồi chơi, anh em có dịp qua đây tham quan đồ chơi, ở đây gái gú rồi thì không có. Gái gú đâu không có, có mấy bà vú dài không à, đi thể dục được buổi chiều đâu, sao giờ này không thấy ai, giờ tôi đi buổi sáng hết rồi, buổi chiều xe nhiều ít đi lắm, họ ít đi chứ mà búp măng thì cái đâu không có đâu, ở đây vùng quê mà. Bởi khi manh xa xôi manh lại manh kêu em này kia nhậu nhẹt rồi quán xá thì đâu, đây làm gì có mấy cái đó, khổ lắm. Cái này thay vì lay chim, cái này tự sự lắm anh, mà mỏi tay quá, đổi tay coi. Manh coi cấm tua nha, gặp xe đẹp xe cọp xe giá rẻ cái manh coi áo gâu, gặp cái mặt của em cái anh tua hả, thôi được rồi, chắc vòng vòng như thế thôi, phép xin chào anh.
em cũng ngồi trên thành lan cầu nè, ngồi chỗ cái xe nè, ngồi cho nó mát mát tí xíu, mát lắm ở đây, chiều mát, ngồi mát mát tí xíu rồi đi về, rồi ghép cái video lại rồi up lên cho anh em xem. Không có tour nha, chơi là cấm tour.